Ơi, chào tất cả anh em ha. Thì anh em thấy là cái gì đó, hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn anh em cách mà buộc dây ha. Buộc dây đây, buộc dây vào máy mà mình quấn vào, tại vì hôm nay mình bán máy mình có tặng con dây á. Anh em cứ nhờ mình quấn sẵn vào máy mà nhưng mà một số mình quên á. Giờ anh em hỏi mình thì thực sự quấn dây vào máy rất là đơn giản và rất là dễ luôn. Thực sự là rất là dễ. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video ha. Hướng dẫn cho anh em mà nhà không có đồ đầy đủ nè, thì nói chung là một mình ên á, một mình ên là xả dây và quấn được rồi, không cần gì hết đấy. Thì có một lần mình làm cái video mình đã nói về cái này rồi á, mà tại anh em coi không có để ý, không có để ý kỹ. Đây, hôm nay mình sẽ quấn con dây bồ cạp ha, sẵn mình test nó luôn ha. Đây đây, thì cách buộc buộc thì cái này y chang như cái buộc cái kiểu mani luôn. Đây, y chang như kiểu buộc của cái mani luôn nè. Cái là cái kiểu này kiểu phổ thông, mà cái kiểu mà dạng mà nó đơn giản nhất luôn á. Đấy, đây ha, nè anh làm một cái vòng nè đó, xong anh em quấn vô, anh em nhìn mình làm lần một là biết à, quấn ra một cái vòng này ha, y chang như kiểu buộc mani luôn, nhưng mà anh này anh em chiều một cái vòng thôi nè đó, anh em quấn vào ba vòng thôi, này cũng không cần nhiều lắm đấy, và anh em rút thôi đấy. Cúc rồi nó sẽ như vậy ha. Đấy, mình cắt bỏ cái đầu này đi. Đó, cắt bỏ đầu này để mình rút ra rút vào được nè. Mình làm cho ngắn dài được nè ha. Xong rồi mình ngoay nè. Nè. Đấy, mình ngoay lại một cái. Là thành hai vòng nè. Đấy. Mình ngoay nó thành hai vòng, mình tháo bỏ vào máy. Đây, bật bật cái còi ra nè. Đây, bật còi ra. Bỏ vào máy ha. Đây. Bỏ vào mình nghĩ nghĩ thì nó sẽ rút lại thôi đấy, nó rút vô máy như vậy, và anh em bật lại và quay vô thôi. Thì mình sẽ gắp vô cây cần nè, đấy gắp vào cái cần này. Ít hôm nữa anh em sẽ thấy mình đang bán cái cần này ha. Cây này là cây cán hở ba ba khúc cán, cần thì cần hai khúc đấy, thì dễ thôi. Một mình ở nhà anh cứ làm vậy đi, thì mặc dù cái kiểu này nó sẽ hơi bị xoắn dây lúc đầu đấy, hơi bị xoắn dây lúc đầu. Cái cuộn dây anh em cứ bỏ dưới đất đại gì, bỏ đất đại đi. Còn cái tay này anh em cầm con dây đây này đó, anh em cầm con dây ha, mình cầm dây nè, cầm dây xong rồi mình quay cái máy thôi đó, cho cái cuộn cước nó tự xả đi, anh em ghi lên chút ha, cho nó dễ dễ dễ. Cái này thì cái lúc đầu á, lúc nào á, nó cũng sẽ bị cái dạng giống như là nó sẽ bị bung, mình bật cái cối này, bật cái này ra này nó sẽ bị bung dây, nhưng mà không mình sẽ chỉ cho anh em mấy cách mà nó không bung, rất là đơn giản luôn. Thì anh em cứ quấn vào máy đi, quấn vào máy bình thường nè, đó, cái cuộn dây nè, cuộn dây ha, mình giục nó ra ngoài kia đi, đấy, và mình cứ quấn vào máy thôi, quấn cho nó chạy ra thoải mái đi. Mình sẽ chỉ anh em một cách đơn giản mà để nó không có bị bung dây ra, đấy. Đây là cái máy hôm qua mình gỡ ra nè anh em, mình phát hiện là mình quên cái miếng lồng đờn ở ngoài á, mình làm miếng bỏ vô bởi vì quay nó hơi rồ rồ nè, cái miếng lồng đờn chim cái nhông hôm qua, mình không biết nó có hai miếng hay sao mà bây giờ mình dư một miếng ở ngoài kìa. Bởi vì tháo máy quên hoài luôn á. Đây vẫn còn dây này nó không có đầy máy được hết nha anh em. Đây, cái cuộn này nó dây nó hơi nhỏ nhưng mà thôi mình câu cũng không có hết. Mình đi câu bè nó có xong này kia à. Thì nó còn không hết dây. Nó vừa tới đó là vừa đó, như đó cũng được rồi đó. 100 mét là ok rồi. Dây của hắn 2 cm thì rất là đủ mét luôn. 100 mét là 100 mét. Đấy. Rồi. Đấy, anh em sẽ gặp cái tình trạng nó bung dây ra như vậy ha. Đấy, nó bung dây ra nè. Anh em nắm, anh em bỡ chặt nó lại là nó không bung nữa. Đấy, vậy là hết bung rồi ha. Đó. Và anh em quấn ra đi, mình sẽ chỉ anh em một cái cách đơn giản, đơn giản mà hiệu quả luôn. Đấy. Anh em cứ gài dây lại bình thường đi. Đây, để mình gài dây lại cho anh em coi nè. Đấy, gài dây vô chốt bình thường ha. Dướng cái máy quay. Đây, gài vô ha. Mình lấy cái máy ra đi. Thì nó cái cách này cũng rất là phổ biến luôn. Thì anh em nào chưa biết thì mình xem cho biết ha. Còn nào biết rồi thì thôi. Đấy. Này. Đó, khi mình vào máy dây rồi ha. Thì dây này mình vô là 040 140 60 m, còn này mình vô có 050 rồi. 050 tới 120 lận, như đây tới cỡ 120 m nữa đó. Đó, máy này vô dây rất là đều cối luôn nè. Nó rất là đều luôn, không có chỗ bự chỗ nhỏ.
Đó, anh em cứ gỡ cái cối này ra đi. Mà cái cối này gỡ ra một cách đơn giản cực kỳ luôn. Đấy, em cứ gỡ cái cối này ra ha. Đây, mình gỡ cối ra nè. Đó. Xong rồi anh em làm gì? Em đi lấy nước á, nước trong bình thủy, nước sôi á. Cứ nước sôi đại đi anh em. Xong ha. Anh em cứ nhúng nhúng cái này vào nước sôi đi. Nhúng anh em bỏ đại đi. Không sao hết trơn, nó không hư dây anh em đâu. Nước sôi mình để ra chứ đừng có chung sôi ọc 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 nha. Nước sôi mình đem ra ngoài xong rồi nhúng này vô đi. Để chừng 5 phút 10 phút rồi ok. Vậy là dây á nó sẽ hạn chế bị bung. Như vậy nó sẽ bị bung nè. Lúc mình bật dây ra nó bung nè. Nè. Này ha. Đó. Nó bung ra ha. Thì cái đó là một cái cách đơn giản mà dễ qua cho dây vào máy nhất luôn á. Mà anh em ở nhà làm một mình được, không cần nhờ giả tới ai vịn guồng dây hay gì nọ các kiểu rồi đó. Khỏi cần, mình ên. Một mình ên là được rồi. Đấy, thì cái cách này á, thì mình cũng hay thường dùng lắm. Lúc mà anh em vô máy á, mà không có vô nước sôi á, không có người xả, không có kiểu mà không có người xả mình thì mình phải vô nước sôi. Còn có người xả mình cứ xả bình thường, có người thọt cái cây này nè. Đây. Thọt cái cây qua lỗ này nè ha. Nó có cái lỗ nè, thọt cái cây qua rồi xả cho nó cái cuộn nó quay quay vậy nè, nó sẽ hạn chế bị bung dây hơn. Còn anh em xả như vậy nè, lúc quấn 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 vô đầy rồi anh em để cầm hai con dây mà anh em dùng lại như vậy nè, nó sẽ quấn quấn như vậy là luôn á. Đây, để mình gáp cái máy lại cái. Đấy. Rồi ok ha anh em. Đấy. Thì con máy này là con SW ha, con này có 6.000, SW 6.310.000 nha. Đấy. Rồi. Ok, dây này thì lần này mình sẽ test luôn, mình sẽ lấy con máy này mình đi bè, đi hồ rồi quánh chơi. Mình sẽ đi chung với cái cây cần kia, cây này không phải. Cây này mình định bán bộ với cái con Ben. Đấy. Rất là ok. Em nhớ khi vào dây xong rồi cứ nhúng cái này đại vô nước sôi cho mình đi. Nước sôi bưng ra ngoài ngay, đừng có trụng sôi ngột ngột nở vậy á. Cứ nhúng vô nước sôi đi 5 10 phút vậy anh em lấy ra. 5 phút cũng được nữa, lấy ra là bắt đầu dây nó sẽ cái kiểu nóng mà, nóng thì nó sẽ làm dây nó vô vị trí vô thứ tự chưa à. Rồi, vậy ha anh em. Rồi chào tạm biệt anh em luôn, hẹn bạn anh em trong những clip tiếp theo của mình. Thì sắp tới đây mình sẽ bắt đầu mình chuyển qua một cái bộ môn mới. Thì gần tới mình bán anh em sẽ biết mình sẽ chuyển qua cái bộ môn gì. Chắc chắn là không phải câu lua rồi đó. Không phải câu lua. Rồi, rồi, bye bye.